Vâng, chào mừng tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại với channel của em trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, hôm nay thì em review chiếc xe bằng số 49A0080 này. Chắc hẳn quý anh chị nào đã theo dõi trên kênh của bên em thì cô chú anh chị biết con xe này là ở đâu ha. Xe này thì hôm Tết em có bán về cho một anh trai ở Vũng Tàu. Và anh trai đã chạy xong Tết và luyện tay lái xong thì anh trai mua xe mới và hôm nay bên anh em tụi em mới vừa thu hồi về lại. Trước khi em review chiếc xe này thì em cũng đồng thông qua một lời chào trân trọng và thân thương nhất cho tất cả các cô chú anh chị cùng các bạn đang theo dõi clip này. Chúc cho đại gia đình mình có một buổi chiều thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong mọi lĩnh vực cũng như trong cuộc sống nhé. Con xe này bên em bán cho anh chị với mức giá là 85 triệu đồng. Tên em nó là Kia Sportage, sản xuất đời 2005. Đăng ký 5 chỗ ngồi, tay lái trợ lực, kính bấm, số sàn, dung tích xy lanh của em nó là 1.6 đồng sơn si, nội thất rất là đẹp anh chị ha. Xe này thì nó có mang một cái lớp màu gọi là vàng cát, rất hợp nhiều cung mạng phong thủy. Nếu anh em nào bên phong thủy thì anh em sẽ hợp rất là nhiều mạng. Xe này chỉ có 85 triệu đồng thôi. Thì trước sơn màn hình anh chị cũng thấy nước sơn của em nó rất là đẹp ha. Xe này hôm Tết thì em có bán cho một anh trai thì cũng đã dọn rồi, về tụi em đánh bác và em bàn giao trong Tết. Bây giờ anh trai chạy xong thì có một chỗ này quẹt, chỗ này bị chốc sơn một tí, nứt cái tí xíu. Cô chú anh chị nào lấy thì bên em sẽ khắc phục cái điểm đó cho cô chú và anh chị ha. 85 triệu đồng thôi, anh chị sở hữu một cái form rất là đẹp ha. Form dáng rất đẹp, bản số rất là đẹp luôn, 8 nút. Xe này thì giấy tờ thì bên em sang tên ủy quyền các kiểu con đại điểu cho anh chị đều được ha. Đó, một cái form dán chị thấy nè. Xe thì đã được dán kính cách nhiệt và lên về cho em mưa. Đăng kiểm thì còn rất là lâu, tới tháng 7 năm 2022. Rồi bây giờ mời anh chị cùng theo em kiểm tra một chút xíu về hệ thống bên trong tắp bi tắp lô của em nó đây. Đây, keo chỉ của em nó. Những đốt đinh tán của nhà sản xuất thì vẫn còn nguyên bản nha ha. Những dấu hiệu này nói lên chiếc xe của mình không có bị xô đẩy và quẹt vô xương ha. Đó, anh chị thấy nè. Bốn tắp bi nỉ. Rất đẹp. Đó, keo cột trụ A trụ B. Em nó vẫn nguyên bản. Rất liền lạc. Hợp tì chân đi lên đi xuống ở bên ghế phụ. Đây anh chị, tắp bi tắp lô rất sạch sẽ anh chị ha. Đây mặt bàn thờ của em đó, anh chị thấy nè. Đó, vâng, ok ha. Xe thì có hỗ trợ một tấm lót để giảm nhiệt. Đấy, ghế bọng anh chị thấy nè. Nội thất bên trong chiếc xe này thì em nó rất là sạch sẽ ha. Cửa nẻo đóng rất là khít. Thả một cái là dính liền. Đây là cánh cửa đằng sau ở bên phụ nha quý anh chị ha. Đây, bốn tắp bi tắp lô của em nó rất là đẹp nha quý anh chị. Bốn tắp bi là nỉ. Vâng, biết nổi gai sống rất là ok. Đó, chỉ một phân khúc chỉ có 85 triệu đồng thôi. Quý anh chị của chú sở hữu ngay chiếc xe tập chạy tập lái ha. Đó, đặc biệt anh trai nào lấy con xe này đi tán gái rất là ok luôn. Xe rất đẹp, form dáng rất ok. Hệ thống bằng sau băng ghế của em nó thì nội thất là mà ghế da nha quý anh chị nha. Ghế bọc lớp da màu đen. Ghế thì cũng rất là sạch sẽ. Trần thì vẫn là trần nỉ zin theo xe nè. Rất sạch sẽ anh chị. Đó, sàn bọng thì có tấm chống trơn trượt nha anh chị. Cửa nẻo thì anh chị thấy đóng rất là khít, đóng một cái nhẹ nhàng rất là ok luôn ha. Xe thì trang bị bốn cặp ga lăng đúc, vỏ bánh của em nó thì cũng còn được như là 50-60% nha anh chị ha. Đây, vỏ bánh của em ở đây, học về ở bên này. Đây, em quay luôn dàn gầm bên này cho anh chị và cô chú cùng tham khảo ha. Đây là dàn gầm. Đấy, trước sự màn hình thì anh chị thấy dàn gầm của con xe này rất là đẹp anh chị. Tầm bề em nói là không có mục mọt nha anh chị nha. Đó, chị thấy không? Gầm rất đẹp. Một cái form dáng xe thì nhìn rất là xinh xắn nha anh chị. Đó, anh chị nào lấy con xe này về tập chạy tập lái là đúng bài luôn ha. Đây là một cái dàn đít sâu của em nó đây. Nhìn rất là hay. Đó, một cái form rất ok. Và đây là hệ thống ở bên cánh cửa đằng sau bên tài. Tắp bi tắp lô keo chỉ của em nó vẫn nguyên bản theo nhà sản xuất, những nút đinh tán vẫn còn nha anh chị ha. Thì những dấu hiệu nó chiếc xe của mình không bị cứng vô trong xương anh chị ha. Va quẹt cản đầu cản đít ở bề ngoài thì đương nhiên chiếc xe nào mình chạy trên cung đường thì không thể nào tránh khỏi những cái điều đó. Đây, cửa này đóng rất là chắc chắn, rất là ok luôn. Và đây là cánh cửa được sử dụng nhiều nhất, đó là cánh cửa tài. Những đốt đinh tán keo chỉ theo nhà sản xuất vẫn còn nguyên bản. Đó, những đốt đinh tán chị thấy không? Rất ok ha. Tắp bi là anh chị thấy không? Tắp bi tắp lô nè.
Đây là kèo cột trụ A. Thì hệ thống trụ bên A thì anh chị thấy những đường vân kẽ hở đường sóng của em nó là còn zin anh chị ha. Rất đẹp. Đó anh chị thấy không? Xe này thì chỗ này là cái mình để mình nâng nâng ghế anh chị ha. Đây, mình nâng ghế. À, cao thấp. Và bây giờ mời anh chị cùng theo em kiểm tra một chút xíu về hệ thống ở bên trong. Buồng lái của em nó có gì ha. Đây là vô lăng của em nó, thì vô lăng anh chị thấy nè, vô lăng rất là đẹp, vô lăng 4 chấu ha. Mặt đồng hồ rất là sáng, rất là đẹp. Đây số sàn, xe này thì có trang bị một cái màn hình. Màn hình cảm ứng kết nối Bluetooth, Bluetooth định vị, có hỗ trợ Navi luôn anh chị ha. Đây là bản đồ khi mà mình chạy đây. Đó, mình chạy xe nó sẽ báo cho mình. Đó, bản một cái bản đồ. Rồi bên này là nghe nhạc giải trí các kiểu con đà điểu anh chị ha. À, đó. Và có thêm một cái camera gear nha cô chú anh chị. Đây, camera gear. Gear rất nét. À, thích hợp cho anh chị nào đang trong quá trình tập chạy tập lái thì nó cũng có một tăng thêm một cái sự cái độ an toàn ha. Đây chân của em ở đây, đèn bọng đèn chân của em ở đây. À, anh chị thấy không? Rất sáng. Nói chung nội chân nỉ rất là sạch sẽ luôn. À, đèn còi xi nhanh đầy đủ các kiểu con đà điểu ha. Tay lái trợ lực, kính bấm. Bốn kính này là gương bấm anh chị ha. Đây hoạt động rất là chân chu. À, gương chỉnh điện cũng là gương hậu cũng là điều khiển bằng điện luôn nha anh chị. Đấy. Bấm lên này, bấm lên, bấm xuống là mình làm là nó chạy lên chạy xuống ha. Xi nhan đầy đủ anh chị ha. Gạt mưa gạt nắng còn hoạt động rất ok. Đó. Máy lạnh con xe này ok nha anh chị, máy lạnh cực kỳ sâu nha, anh chị cứ an tâm nha. Đó, cái này thì nó đang bị rớt một cái hộc để nó đưa cái hơi ra đây. Em sẽ gắn lại cho cô chú và anh chị. Còn máy lạnh con xe này bao anh chị luôn, lạnh cực kỳ sâu. Và bây giờ mời anh chị cùng theo em kiểm tra một chút xíu về khoang máy của em nó như thế nào. Hiện tại thì máy của em nó đang nổ rất là thì thầm. Đây anh chị nghe tiếng máy không? Máy nổ rất là êm luôn. Đấy. Máy nổ rất cực kỳ thì thầm luôn. Xe này tiếng máy nổ là đứng phải lắng tai mà nghe nha cô chú và anh chị. Máy móc khoang máy thì rất là khô ráo và sạch sẽ. Đây những keo keo cột của em ở đây. Anh nhìn thấy không? Rất ok ha. Đó. Cái khoang máy là cái máy tiếng máy của em nó nổ anh chị nghe rất là dễ thương, rất là thì thầm. Đó máy hiện tại đang nổ ha. Đừng phải lắng tai mà nghe, máy rất là sạch sẽ và khô ráo. Đó, với số tiền chỉ có 85 triệu đồng thôi thì quý anh chị cô chú sở hữu ngay một chiếc xe Kia Sportage sản xuất đời 2005. Đó. Anh chị nào lấy thì bên em sẽ hỗ trợ làm lại cái này cho, tại vì hôm bữa khá hôm Tết khách chạy là có bị cái này. Và chỗ này thì cũng nói luôn cô chú anh chị luôn, ở đây nó có một tấm kính lá em nó bị nứt nè anh chị thấy không? Nó nứt một viền nhỏ thôi nhưng cái này nó không có ảnh hưởng gì nha. Chỗ này thì mình không có thấy được. À, nhưng khi xe nó có làm sao thì em miêu tả làm sao thì để nó như vậy, còn cái tấm kính này vẫn xài được. À, không quan trọng. Và bây giờ em sẽ review luôn cái dàn gầm bên tài cho anh chị cùng tham khảo ha. Đây là hệ thống dàn gầm tài. Đó, gầm bệ rất ok. Đây là cái công tắc để mình mở cốp và đây là công tắc để mình mở xăng nha anh chị ha. À, với một cái khoang cốp của chiếc xe này á, thì em nó cũng khá là rộng rãi nha cô chú anh chị. Đó, một cuộc hành trình đi chơi xe đựng tha hồ đựng đồ luôn. Ở đằng sau băng dàn sau thì em nó được bọc nỉ nha anh chị ha, rất là sạch sẽ ha. Đây, bánh sơ cua của em ở đây. Anh chị thấy không? Đội điếc đồ có luôn. À, những nút đinh tán của nhà sản xuất nè anh chị thấy nè. Vẫn còn nè ha, sùng chỉ nè, không mất một tí nào hết. Đó, bên này em nhận luôn anh chị ha. Đó, với một số tiền chỉ có 85 triệu đồng thôi thì quý anh chị và cô chú sẽ sở ngay chiếc xe Kia Sportage sản xuất đời 2005 này. Và cô chú anh chị nào thích chiếc xe này xin vui lòng alo cho em qua số điện thoại đó là 0796822220 để bên em hỗ trợ và tư vấn thêm. À, cô chú anh chị nào ở khu vực miền Bắc thì xin vui lòng nhận xe tại bến xe Mỹ Đình hoặc là Đông Anh Hà Nội. Còn cô chú anh chị nào khu vực từ miền Trung đổ về tới miền Tây thì xin vui lòng hỗ trợ cho anh em ít chi phí. Em sẽ
áp tải chiếc xe này về tận nhà cho cô chú anh chị ha. Và đây lần đầu tiên cô chú anh chị đến với kênh của em thì cô chú anh chị xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và bấm chuông sát góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em. Cô chú anh chị đã đăng ký kênh rồi, hãy khích lệ tinh thần cho em một like trong buổi chiều ngày hôm nay nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một video sau. Chúc cho toàn thể đại gia đình mình có một chiều thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều mắn thành công trong mọi lĩnh vực cũng như trong cuộc sống nhé. Công ty ô tô Duy Anh xin kính chào quý khách, tự hào là đơn vị uy tín trải rộng trên các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, mua bán, trao đổi, ký gửi ô tô, nhà đất, dịch vụ chăm sóc kênh YouTube, tăng subscribe, view 4.000 giờ, nhận rút nhập giấy tờ xe, nhà đất, đăng kiểm xe ô tô. Với phương châm bán sự yên tâm, mua sự hài lòng, chúng tôi cam kết tư vấn trung thực, chế độ bảo hành tốt, giấy tờ pháp lý rõ ràng, đảm bảo đem đến cho quý khách sự hài lòng tuyệt đối. Hotline 07968 22220 0983 029 131. Ô tô Duy Anh, dịch vụ tận tâm, nâng tầm thương hiệu.